Chào tất cả anh em. Hiện nay trên thị trường những dòng máy tính chơi game thì càng ngày càng phong phú và càng ngày càng nhiều hãng tham gia. Hôm nay trên bàn mình đây thì mình sẽ giới thiệu đến anh em chiếc Acer VX15, mã của nó là VX5910G70XM. Đây là một sản phẩm được phân phối cho tập đoàn DigiOne phân phối tại thị trường Việt Nam, thì nó sẽ là sản phẩm chính hãng và được bảo hành tại Việt Nam. Con mà mình giới thiệu đây thì luôn trang bị vi xử lý i7 7007. Bên trong hộp thì các bạn có thể thấy thì nó sẽ có các sách hướng dẫn sử dụng của Acer như này và một cái đĩa để cài phần mềm. Và đây trong máy thì nó có đây. Sạc của nó thì dạng như này anh em nhé, vuông và có logo lỗi Acer như này. Anh em có thể thấy là khi mình mở ra thì một cái máy chắc chắn nó đậm chất của game thủ, nhìn nó đã hầm hố ngay từ bên ngoài. Và trọng lượng của nó chỉ khoảng 2,5 cân. Màn hình 15 inch. Đây anh em có thể thấy là nhìn cái vẻ ngoài nó rất ngầu. Em gửi gần lên. Có thể thấy là hệ thống tản nhiệt của nó làm như này. Hai cái hốc. Và cái vỏ máy thì nó làm bằng nhựa chứ không phải hợp kim nhôm. Và bản lề dạng trục như này. Thì bên đây nó có chữ Acer này. Bên trên của lớp nó thì nó làm hai cái sống này để lổi cho cái máy hơn, nhìn cũng khá là đẹp và thể thao. Mặt trước của nó anh em có thể nhìn này. Bên trên máy thì nó ghi sẵn đầy đủ hết cái công nghệ ở bên trên, sự nổi bật của nó sẽ hiện hết này. Công nghệ Wi-Fi này, chia sẻ nhân đôi này, USB 3.1 này. RAM chuẩn RAM DDR4 này. Bàn phím của em này thì mình chưa thấy bật led ở đâu đây. Chưa thấy sáng. À đây. Led chúng ta bật ở đây anh em nhé. FL này. Và led của nó là dạng sáng led đỏ như này. Bốn phím chơi game chuyên dụng làm khác màu đi một chút. Phím hành trình phím mình thấy cũng khá là rộng và phím dạng full size check led như này. Nó sẽ hỗ trợ game thủ rất tốt. Bên tay trái của mình thì Acer trang bị thêm hai cổng USB 3.0, đây là USB 3.1 này, HDMI này, cổng LAN này. Bên này thì có thêm một cổng USB, đây là cổng sạc vào đây. Và đây là đầu lục thẻ, đây là lỗ cắm phone này. Bên dưới của nó đây anh em có thể thấy hết đầy đủ thông số này. Chiếc máy này thì sẽ hơn cái dòng Retro, nó là dòng này nó sẽ hai quạt tản nhiệt chứ không phải một quạt. Nó sẽ giúp chúng ta tản nhiệt tốt hơn. Và toàn bộ đây là hút gió vào này. Thổi gió ra qua hai cái hốc này. Touchpad thì anh em có thể thấy là nó làm cũng khá to. Đây là có thể là cái mic thu này. Sao lại làm ở vị trí này, anh em để ý nhỏ mới thấy này. Màn hình nếu mà chúng ta nhìn đây thì thấy luôn nó là công nghệ TL chứ không phải IPS. Camera đây nha anh em nhá. Mình đây chắc chắn là chỗ touchpad, đây là cái mic và đây là cái cảm biến camera này. Em này được trang bị một vi xử lý Core i7 7700 2.8 8 CPU, 8GB RAM, và con này thì chắc chắn sẽ nâng cấp được lên 32GB RAM, chuẩn RAM DDR4. Máy chạy hai cặp màn hình, đây là chiếc Grandfix 630 này, 1920x1080 60Hz. Và đây là con cặp màn hình rời GTX 1050 với dung lượng 4GB. Mình sẽ kiểm tra luôn nó cái thông số cái ổ cứng. Con này được giới thiệu thì nó chạy luôn hai ổ cứng, một chiếc ổ cứng M2 và một chiếc ổ cứng 1TB để lưu trữ dữ liệu. Đây anh em có thể thấy này. Chiếc Toshiba này là ổ cứng cơ này, còn có, đây là hãng Hitachi, nó sẽ tùy chỉnh luôn nên mình chưa biết ổ cứng của hãng gì. Đây hai ổ cứng luôn này. Tổng thể hình thức thì chiếc Acer VX15 này mình đánh giá, nếu mà nói về hình thức bên ngoài thì nhìn rất ngầu. Nó sẽ cạnh tranh trực tiếp các sản phẩm gaming như chẳng hạn như Dell trên thị trường như 5577. Nếu bản i5 trên thị trường thì cũng đang ở mức khoảng là 18,5 triệu.
Còn nếu mà i7 thì trên 23 triệu. Còn nếu mà Acer, mình đang thấy thị trường bán chính hãng Việt Nam như con này tầm khoảng 24 tại các hệ thống của FPT Shop. Còn con này thì anh em có mượn về review đánh giá. Còn nếu mà giá con này bán, mình sẽ bán cho anh em ở mức 22 triệu đã bao gồm i7 và SD, chế độ bảo hành chính hãng 1 năm. Còn nếu mà cấu hình này chuẩn xác ra thì nó sẽ cạnh tranh theo rất nhiều mẫu, chẳng hạn như MSI, mấy mẫu GL, GV. Cấu hình như này tầm khoảng 24 triệu. Còn Acer thì con này điểm mạnh nhất của nó sẽ là hơn những các mẫu máy tính khác, đó là được trang bị sẵn ổ cứng SSD sẵn trên máy, thì nó sẽ hỗ trợ các bạn chơi game và làm đồ họa rất tốt. Còn với một cái cấu hình như này thì anh em thoải mái có thể chơi những cái tựa game trên thị trường, chẳng hạn như GTA 5 này, Dota các thứ, có thể chơi ở mức max setting cao và PUBG anh em có thể bắn thoải mái. Cái nhược điểm duy nhất trên dòng này mình không thích lắm đó là cái vỏ nhựa. Vỏ nhựa thì anh em thừa biết là nó sẽ không thể cao cấp so với những một số dòng máy tính vỏ nhôm. Còn nếu về nói về ngoại hình và cái khả năng tản nhiệt thì chiếc Acer là rất tốt. Và con này còn được trang bị loa hàng hiệu nhá, The Lan ạ. Con này thì có giới thiệu là có âm thanh vòm. Đây, mình gặp xuống cho anh em luôn. Và hai cái sống này nó rất là đẹp. Còn giá của em này thì mình sẽ để cho anh em 22 triệu cấu hình như thế này.